cuộc khủng hoảng khí hậu là một sự thách thức đối với lương tâm của toàn thể nhân loại hơn là vấn đề chính trị. Rajendra Bajaj, chủ tịch của IPCC cho biết, ông Angor đã gọi điện thoại đến ông sau khi biết họ cùng chia sẻ giải Nobel Hòa Bình năm 2007. Ông Bajaj thúc giục các nước công nghiệp và đang phát triển hành động nhanh chóng để chống lại sự thay đổi khí hậu. Được thành lập vào năm 1988, Ban Hội thẩm Liên Chính phủ về Thay đổi Khí hậu IPCC đã đưa ra các nghiên cứu khoa học về nguy cơ thay đổi khí hậu do con người gây ra. Đầu năm nay, IPCC dự báo tất cả các vùng trên thế giới sẽ thay đổi vì khí hậu ấm lên và 1/3 các giống loài của trái đất sẽ biến mất nếu nhiệt độ toàn cầu cao hơn nhiệt độ trung bình vào những năm 1980-1990 2 độ C. Những người mê nhiếp ảnh đang đổ về New York để được thỏa mắt, nhìn ngắm những bức ảnh nổi tiếng thế giới đang được trưng bày tại tiền sảnh của nhà bán đấu giá Christie's. Tác giả lớn nhất trong cuộc bán đấu giá lần này là Robert Funk, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Mỹ trong thập niên 60. Nhà bán đấu giá Christie tại New York sẽ tổ chức đấu giá 3 bộ sưu tập ảnh trị giá lên đến 7,5 triệu đô la vào tháng này. Tiền sảnh của Christie đang treo trưng bày hơn 350 tác phẩm trong các bộ sưu tập này, trong số đó có những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia tư liệu Robert Frank. Trong thời gian 1956-1957, Robert Frank nhận được tài trợ của quỹ Guggenheim đi khắp nước Mỹ để chụp ảnh. Bức ảnh Chicago 1956 cho ta thấy một Robert Kennedy trẻ tuổi cùng với thị trưởng Chicago Richard Daley. Bức ảnh này sẽ có giá khởi đầu từ 25 đến 35 ngàn đô la. Chiếc xe bus New Orleans năm 1955 là tấm ảnh trung tâm thu hút sự chú ý và là bìa của cuốn sách người Mỹ cũng sẽ nằm trong số ảnh được mang bán đấu giá. Giá khởi điểm sẽ từ 150.000 đến 250.000 đô la. Giá trị của tấm ảnh nằm ở chỗ thể hiện sự phân cách chủng tộc ở miền Nam nước Mỹ trong những năm thập niên 50 của thế kỷ 20. Tấm ảnh này được chụp vài ngày trước khi sự kiện Rosa Parks diễn ra. Rosa Parks là một phụ nữ da đen đã từ chối nhường chỗ ngồi trên xe bus cho một người đàn ông da trắng ở Montgomery, Alabama. Hành động này đã khởi nguồn cho phong trào tẩy chay xe bus kéo dài một năm và dẫn đến phong trào luật dân sự tại Mỹ đem lại quyền đối xử bình đẳng cho cộng đồng da đen. Một số tác phẩm được đem bán đấu giá lần này có các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Walker Evans, Man Ray, Diane Abbott và Robert Nebler Hawks. Những tấm ảnh chọn lọc về Joe Smith sẽ được bán với giá từ 250 đến 350 ngàn đô la. Tấm ảnh Dahlonega, Georgia sẽ được bán với giá từ 40.000 đến 60.000 đô la. Ảnh này có chữ ký của tiểu thuyết gia Erskine Catwell. Quý vị vừa theo dõi xong bản tin thế giới trên kênh 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Đơn giản chỉ là không thể cưỡng lại hương vị tuyệt hảo của Heineken. Heineken, loại bia hàng đầu thế giới. Cơ thể cần bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất. Nay đã có VitaTrungGo mới với 32 vitamin và khoáng chất thiết yếu từ A đến Z. Chỉ một viên VitaTrungGo mỗi ngày giúp bạn luôn là người dẫn đầu. Rất tự nhiên, ngay cả màu xanh của chai. Heineken, loại bia hàng đầu thế giới. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Con ơi, vào nhà đi. Ngài bệnh lắm, vì thời tiết đó mà. Nestle Go Active Protection với Lactobacillus Protectors, bước đột phá của trung tâm nghiên cứu Nestle Thụy Sĩ trong dinh dưỡng sữa trẻ em, như hiệp sĩ dũng mãnh đẩy lùi vi khuẩn gây bệnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nestle Go Active Protection, sợ gì vi khuẩn gây bệnh? Hãy khám phá thế giới Quest mới để chinh phục cảm giác sảng khoái tột cùng và cảm nhận làn gió tươi mát lan tỏa khắp cơ thể bạn. Hơn thế nữa là một hương thơm mạnh mẽ đầy quyến rũ. Quas for Men nay đã có sữa tắm, dầu gội và xà bông tắm. Quas chinh phục cảm giác sảng khoái. Khuyến mãi đặc biệt, mua một tặng một cho khách hàng của HT Mobile, mua một điện thoại LG, Kyocera hoặc Samsung tặng ngay một điện thoại LG HD 156 trị giá 1.290.000 đồng và 300.000 đồng vào tài khoản. Nhanh chân lên, số lượng có hạn. HT Mobile. Công nghệ Stand Master được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực,
ngày nay đã có trong sơn Flex 2 Anti Stain, hạn chế vết bẩn bám trên bề mặt sơn, chống mọi vết dơ, kể cả dầu mỡ. Sơn chống bám bẩn Flex 2 Anti Stain, sản phẩm của hãng For Orange. Cao cao cao, cậu nhánh lên con. Yeah! Mua sơn Spec hoặc sơn My Color có cơ hội trúng 4 xe hơi Honda Civic và 150 LCD Samsung 32 inch. Chương trình này của công ty For Orange. Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi mang đến một vị khách mời cho quý vị, đó là nghệ sĩ ưu tú Yên Ngoan, một người con của Tây Nguyên, của núi rừng Buôn Mê Thuột, và đặc biệt anh cũng có một điểm chung với nhân vật của chúng ta, đó là anh cũng là người ED. Và chúng tôi nghĩ rằng là anh đến với gia đình của nhân vật kỳ này cũng như tham gia chương trình của chúng ta là một điều vô cùng thú vị. Vâng ạ. Xin chào anh, và anh có lẽ là cũng có thường xuyên về thăm quê nhà mình không ạ? Vâng, tôi là thường xuyên đấy chị ạ. Dạ. Vâng, bởi vì đây là mảnh đất quê hương của tôi mà. Dạ. Tuần rau cắt rốn không thể bỏ được. Dạ. Đây là đi đâu rồi mảnh cũng đất phải. Nó gắn liền với máu mủ của mình. Dạ. Vâng. Mình ở đây em nghe cái địa danh là Krông Búc. Vâng. Anh giải thích cái tên này được không? Krông có nghĩa là... Krông tức là sông. Sông. Dạ. Tóc là búc. Búc. Vâng. À, vâng ạ. Có nghĩa vâng. Như dịch cho vâng. Mềm mại. Nó đẹp lắm chị ạ. Vâng ạ. Cái địa danh ở đây là nó có một cái tên tức là Krông Búc. Mà phải nói là cái địa danh đó là đẹp nhất của Ba Mươi Thuột này. Là suối tóc đúng không? Nghe rất là mềm mại, rất là nên thơ. Rất là thơ. Vâng. Dạ. Và anh có thể nói là sống trong hai nét văn hóa rất là đặc trưng. Một nền văn hóa của dân tộc ED và một nền văn hóa của dân tộc Kinh, anh đều rất là quen thuộc đúng không? Vâng anh, ạ. Anh có thấy nó khác nhau nhiều không? Nói chung là về cái mặt tín ngưỡng á chị. Dạ. Về mặt tín ngưỡng thì giống nhau thôi. Dạ, đương nhiên. À, về cái mặt sắc thái thì nó có khác nhau. Ở cái chỗ là mỗi cái địa phương, mỗi vùng dân tộc nó khác nhau. Ở cái chỗ là một bên á thì mình còn thờ cúng trời, cúng đất á. Dạ, đúng cùng rồi. Cúng vàng. Dạ. Vâng ạ. Thí dụ như là mình đang đứng ở đây thì đây là một cái mảnh đất rẫy vườn của họ, thì thường thường hàng năm hàng tháng họ cúng đất này. À, họ cúng trời. Cúng đất cúng trời. Bởi vì mình có được cái miếng ăn, mình có được cái gì mình sống. Dạ, một thì cũng nhờ là trời phù hộ cho mình. Và hay quá. Cho nên là còn cái anh người phổ thông mình thì dạ. Thì có những người ta đạo Công giáo, có những người ta đạo Phật. Dạ. Cho nên là cũng đều là một cái di tâm điều tốt, cũng là mang ơn cho ông bà tổ tiên cũng từ đất từ sông từ. Và phải nói một cái nét đặc sắc nữa đó là người ở trên mình rất là hay có những lễ hội, đặc biệt là rất là rộn ràng, cồng chiêng lễ hội và mọi người rất là hay có những cái đêm múa hát nhảy múa vô cùng là ở đây có một cái tố chất của người dân tộc bản xứ, người dân tộc Tây Nguyên mình ấy. Dạ. Là cái sự đoàn kết rất là cao. Đúng rồi. Đoàn kết rất là cao, cho nên là ở đâu có cái cộng đồng á, lớn á, thì ở đó thì có cái lễ hội. Dạ. Có cái lễ hội nó gắn liền với lại văn hóa. Nó gồm có văn hóa cồng chiêng, văn hóa ăn uống, văn hóa sinh hoạt, văn hóa trai gái. Rồi có những cái tập tục là họ cưới nhau đó chị. Dạ. Họ cưới nhau, họ đánh cồng chiêng, họ thách đố với nhau những muôn vật này muôn vật kia. Phải nói là đời sống tinh thần vô cùng phong phú anh nhỉ. Vâng ạ. Dạ. Vâng ạ. Bây giờ tất cả nhà khoa học và nghiên cứu văn hóa đó thì người ta rất là thích về văn hóa của đúng người dân tộc Cao Nguyên. Dạ. Vâng. Bây giờ thì mình đầu tiên là Đỗ Thụy phải mời anh nghệ sĩ ưu tú Yên Ngoan là tham gia trong chương trình này. Với tư cách khách mời chúng ta đầu tiên phải đến nhà của nhân vật cái đã. Vâng ạ. Và hy vọng là tối hôm nay nếu mà được may mắn của chương trình á thì là sẽ được tham gia một cái lễ hội nào đó mà có cả anh tham gia được không ạ? Vâng, quá tốt đấy chị ạ. Vâng ạ. Mình là bản địa ở đây mà. Dạ. Thì lúc nào cũng gặp nhau ở đây. Dạ. Vâng, rất cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi trở lại nhà của nhân vật. Vâng. Vomina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Lên đây anh ha. Cái này là một cái bậc thang rất là đặc biệt, cũng đẽo bằng cây luôn. Đúng rồi, cái này bằng gỗ xưa đó em. Dạ. Vâng. Vâng, cảm ơn em. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không anh? Cái này nó thể hiện cái sự giàu nghèo. Ừ. Trong một cái nhà đó hoặc trong một cái làng đó, nó thể hiện cái sự giàu có. Cái nếu mà giàu thì cái cầu thang sẽ như thế nào? Nếu mà giàu có thường thường là cái nhà đó mà giàu có sang trọng thì bao giờ có cái cầu thang ấy